mới ừ lâu đài. ừ mới luôn á. Cổng tò mò đi cái đảo, cái tàu qua đảo. Bên này là cái nghĩa địa, cái nhà thờ mới. Cổng tò mò Stone Bridge. Đi xuống đó làm gì? Cái chỗ đó là cái gì? Cổng tò mò hả? Cổng tò mò hả? Đi xuống coi. Kia có cái đảo, ngoài kia khoảng chừng 100 hộ. Sao vậy? Mình không có chụp hình được cổng tò mò, nó chụp lâu lắm. Mình sẽ quay về về vào buổi trưa. Phật sau đây. Cái cổng tàu bò là cái này. Đó, chỗ này gọi là cái cổng tàu bò này. Đây cổng tàu bò đây. Hai người đẹp tiếng như trên. Hoàng lên trên đó đi Hoàng. Đây cổng tò mò đây, đi lên. Con cặp tình nhân trên cổng tò mò. Rồi. Giơ tay. Rồi. Xong. À. Vững việc. Vững việc. Qua bên Quảng Ngãi gặp việc. Vững việc phê. Vững việc. Vững việc phê. Dạ. Biết phê không? Dạ thì bên kia là cũng tập đầu xe của tụi em mà. Tập đầu kia xe bên trong. Ví dụ bên trong là bên kia là mấy đội kia đó. Còn bên này là tụi con. Hơi tập đoàn xe liên kết với nhau đó. Dạ, tập đoàn xe đó. Dạ, tụi em là thành lập một công ty mà. Công ty du lịch mà. Công ty gì? Công ty là của tụi em là Thái Đăng Lisa Travel. Là cách vô đó là thấy công ty của tụi em. Con nói với là chị Hương. Chị Hương con biết mà phải không? Dạ, dạ biết. Đặt vé cho chú xin mấy đồng. Chị biết là hết vé là chú không đi cái chiếc lớn kêu nữa đó. Dạ, dạ chắc vậy.
thôi. Dạ, ý là chở con của tôi lên cảng à. Xe đã đâu trả tới chở cô Thu ở Tây Hoa Biển á. Đi lên đang phi khu nhật cư số 1 á. Cái gì? Hoa Biển đó, chạy Hoa Biển đó, nhà ông Sĩ á. Nhà ông Sĩ đó, Sĩ Diễn đó. Bê bao á. Đó đâu có được. Trả thủ nghe. Đó là được.